Rồi mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành mình tiếp tục giới thiệu với anh em mình là ở đây mình có về được 4 cặp loa boss cho mùi ha. Thì dòng này là dòng boss xịn của Mexico sản xuất cho mùi ha. Thì dòng loa boss Mỹ xịn là hàng gã thùng ga chứ không phải là hàng mới, hàng Hồng Kông hay là hàng Trung Quốc sản xuất nha. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em mình là 4 cặp loa nha mùi ha. 4 cặp loa boss 301 series monitor, một cái dòng loa kiểm âm như mọi người ha, một cái dòng loa kiểm âm của loa boss, cho nên là cái dòng này thứ nhất là giá nó sẽ hợp lý hơn và thứ hai âm thanh nó ra là cực kỳ chuẩn luôn nha mọi người ha. Thì dòng loa monitor là dòng loa kiểm âm của dòng loa boss thì anh em mình cũng đã biết đến chất âm của em nó rồi. Thì mình đã quay tổng quan cho anh em mình xem là 8 cái đít loa hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu với anh em mình nha. Nếu như mà anh em mình thấy hàng đẹp hãy cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh để mà mình có động lực sưu tầm nhiều hàng đẹp hơn nữa để giới thiệu và phục vụ cho anh em mình nha. Nó đây, hàng về thì còn đôi chút bụi ha, thì những cái hàng này thì bụi nó cũng không có nhiều nhưng mà bụi thì có ít thì có nha. Nó thì đây chính là mã số trên màn loa nè. Thì loa thì mình sẽ cam kết cho anh em mình là zin chuẩn 100%, hàng boss xịn và zin nha mọi người ha. Nó còn anh em nào mà ưng ý về những cái sản phẩm chất lượng như thế này thì hãy liên hệ với mình qua hai số điện thoại phía dưới màn hình nha. Nó thì mình sẽ giao hàng toàn quốc, thì những cái loa này anh em mình ở xa mua á thì vui lòng cọc cho mình chút một ít hoặc là chuyển khoản ngân hàng thì mình sẽ gửi hàng toàn quốc cho anh em mình nha. Thì có rất là nhiều anh em mình họ có ship hàng hay không, nó thì mình sẽ có ship nha. Thì những cái loa này zin đét đến từng cái gân luôn, nó những cái gân này toàn bộ là gân zin nha mọi người ha, toàn bộ đều là gân zin và gân này còn hoạt động được không cần phải thay. Nó thì những cái hàng mà mình sưu tầm thì anh em mình cũng đều biết rồi, thì mình là đặt chất lượng lên hàng đầu ha. Nó chất lượng đi trước đồng tiền đi sau, thì anh em mình cứ xem kỹ video giùm mình, nếu như mà thấy hàng đẹp chất lượng thì hãy liên hệ với mình để sở hữu em nó nha. Anh em mình đang có cái thùng loa bass 20 nhưng mà loa bass đánh không hay, hoặc là anh em mình nhà có cặp loa boss nhưng mà nó vô tình không còn hoạt động được hoặc là nó trục trặc gì ngoài ý muốn, thì có thể liên hệ với mình để gước những cặp loa rời như thế này về để mà anh em mình thay thế vào. Thì những cái dòng loa boss này nó chỉ có đường kính là 20 thôi nhưng mà công suất nó khá là lớn với 10 ha. Thì anh em biết tại sao mà công suất nó lớn không, thì một tí nữa để mình lật luôn cái này rồi mình sẽ nói cho anh em mình cùng nghe đó ha. Thì toàn bộ đều là màng loa rất là đẹp nha, màng loa rất là đẹp. Thì mình sẽ nói tại sao mà dòng này công suất nó lớn nè. Thì thứ nhất á là cái con của nó mọi người ha, thì anh em mình nhìn cái con nó rất là nhỏ luôn nhưng mà cái con của nó bên trong được quấn đến 6 lớp như mọi người ha. Thì những chiếc loa bass bình thường á đa phần nó sẽ quấn là 2 lớp, còn những loa bass karaoke công suất á hoặc là loa sub đồ thì thường khi người ta sẽ quấn là 4 lớp nha. Còn riêng cái dòng này nó quấn lên tới 6 lớp lận, cho nên là khi mà anh em mình chỉ mở con loa bass này không á thì nó không có ra được tiếng lời nhiều, nó chỉ thiên về cái tiếng bass và cái tiếng trầm thôi. Là tại vì lý do là cái con này nè, là cái con 25.5 hay 26 gì đó thì nó tầm cỡ đó nha, thì có khi là 25.9 tùy đời, thì nó sẽ được quấn là tới 6 lớp dây đồng ha. Thì anh em mình gỡ tới 6 lớp dây đồng mới hết cái cuộn con của nó, thì dây đồng bên trong nó rất là nhiều cho nên là nó rất là nặng công suất luôn đó. Thì tuy cái con nó nhỏ vậy thôi chứ âm ly của anh em mình phải có một chút xíu nội lực thì mới đánh căng được những cặp loa như thế này, tại vì dây đồng bên trong nó rất là dài nha mọi người ha, nó rất là dài, nó quấn thì những cái loa này hát thì nó cũng rất là khó cháy. Thì anh em mình chơi những cái dòng loa boss cũng rất là bất ngờ luôn, tại sao cái con nó nhỏ mà lại đánh lực như vậy mà lại khó cháy nữa ha. Thì lý do là con của nó bên trong là được đầu tư đến 6 lớp lận và rất là ít hãng đầu tư những cái con như thế này. Thì hôm nay mình có sưu tầm được là 4 cặp với hình thức là zin 100%, zin từng cái gân, nó từng cái gân luôn nha mọi người ha, từng cái gân vẫn còn zin. Thì riêng anh em nào mà mua hàng bên mình về xài 1 năm 2 năm gì đó, nếu mà lo anh em mình có bị một gân mà tại chỗ anh em mình không có chỗ thay thì cứ lại gửi lại chỗ mình nha, mình sẽ đi thay gân cho anh em mình. Còn cái chi phí thay gân của bên cơ sở Việt Hùng lấy á thì anh em mình trả giùm ha. Còn mình sẽ hỗ trợ anh em mình đi thay gân miễn phí nha, mình sẽ đem cái lo mình đi đem cái lo của anh em mình gửi lại á, đem ra cơ sở Việt Hùng cho họ thay gân ha. Đó, thì anh em mình sẽ được cái chế độ này rất là ưu ái luôn ha. Nếu mà anh em mình ở vùng không có thợ tay nghề cứng, anh em mình không có an tâm để giao cái cặp lo xịn của mình cho những anh thợ ở gần khu vực ha,
Đó thì anh em mình có thể liên hệ lại với mình để mà mình đem ra cơ sở uy tín của Sài Gòn ha. Đó chính là cơ sở thay gân Việt Hùng. Đó thì người ta thay gân rất là đẹp, mình sẽ hỗ trợ anh em mình hết mình luôn ha. Cái này cũng coi như là mình tri ân những anh em nào đã từng mua hàng của kênh của mình nha. Đó thì ở đây mình sẽ có là 4 cặp thì mình đã quay cho anh em mình cùng xem rồi nha. Đó thì mình xin báo giá luôn ha. Thì cái dòng này thì giá nó sẽ hợp lý hơn cái dòng lần trước mình bán. Thì riêng cái dòng này thì giá của nó chỉ có 3 triệu một đôi nha mọi người ha. Chỉ có 3 triệu một đôi. Đó, anh em mình ưng thì liên hệ với mình. Thì mình sẽ bán ưu đãi cho anh em mình 4 đôi này thôi nha. Và sau này thì mình sẽ không có nhập nữa mọi người. Mình sẽ ít có nhập lắm nha. Tại vì dòng này nó giá nó cực kỳ cao. Lâu lâu mình nhập vài cặp thôi cho anh em nào mà thật sự cần vét nha. Còn nếu mà anh em mình có ý định mua những cái cặp lo này mà lên thùng á thì anh em mình hãy xem lại ha. Tại vì những cái dòng lo này nó khá là đắt tiền. Đó, ví dụ anh em mình đang sở hữu cái cặp lo boss nó có giá trị đi mà cái cặp bass của nó bị trục trặc gì đó thì anh em mình có thể thay thế những cô lo này vào được ha. Thì nó cũng sẽ hợp lý hơn nhiều nó so với anh em mình về đóng thùng mới đâu. Còn nếu mà anh em mình thợ gỗ thì ok thôi. Nó anh em mình thợ gỗ thì không còn gì phải nói nữa ha. Hoặc là anh em mình có thể tự tay nhờ thợ gần nhà để lên cặp thùng gì đó thì cũng được. Đó rồi xong. Thì giá là 3 triệu một đôi nha. Mình có 4 đôi thôi nha. Giá này là không mặc cả, không trả giá với người ha. Mình đã đưa ra cái mức giá rất là hợp lý cho anh em mình rồi. Đó, anh em mình cứ xem được giá liên hệ mình chốt hàng nha. Đó rồi thì mình sẽ nghe điện thoại của từng anh em. Nếu như mà anh em mình có nhu cầu gì thì cứ liên hệ với mình, hoặc là anh em mình có thể nhắn tin qua Zalo nha. Rồi xong thì mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.